không được nữa rồi, chịu hết nổi rồi, đi chạy trốn thôi, trốn thôi. KN Channel. Chị ba, tới giờ kênh KN Channel chiếu video mới rồi đó, chị ba mở tivi lên xem đi. Đúng rồi, tới giờ rồi nè. Nè, video mới kìa, coi thôi. Em đi chơi thuyền trong thao cầm viên, chim kêu hót mừng chào đón xuân về. Thuyền em hôm nay là thứ tư mình phải đi lên công ty để làm việc. Nè, bây giờ chị phải lên công ty làm việc, bé ba ở nhà với bé Út nha. Dạ, chị hai đi làm vui vẻ. Chị hai sao vậy chị hai? Chị hai sao vậy? Chị chóng mặt quá. Chị hai. Hả? Cái mặt của chị hai bị sao nè? Nó nổi tùm lum cái mụn màu đỏ luôn nè chị hai. Chị bị sốt nữa. Chắc là chị bị bệnh trái rạ rồi. Người chị mệt quá, chóng mặt quá. Vậy để tụi em đưa chị lên giường nằm nghỉ nha. Chị hai nặng quá. Em cố gắng phụ chị đưa chị hai vô giường. Dạ. Rồi bây giờ tụi mình đặt chị hai lên giường nha. Út cẩn thận đó. Dạ. Rồi chị hai nằm lên giường nghỉ ngơi đi. Chị xin lỗi hai em nha. Không có gì đâu, tụi em ẵm chị vô là chuyện bình thường thôi mà. Chị cứ nằm nghỉ ngơi đi. Chị hai muốn gì, chị hai cần gì chị hai cứ nói tụi em giúp cho nha. Tụi em làm giúp cho. Cảm ơn hai em. Em có thể lấy cho chị cái điện thoại để chị gọi điện lên cho ông sếp trên công ty không? Chứ kiểu này chị không đi làm nổi đâu. Dạ. Alo. Dạ sếp hả? Minh Thư đây. Em bị bệnh trái rạ rồi, chắc là phải nghỉ 3 ngày mới đi làm lại được. Dạ. Xin lỗi sếp ạ. Mình đói bụng quá, mình chưa ăn sáng nữa. Bé ba bé Út, lấy cho chị một ly sữa đi. Chị mệt quá chị ăn không nổi. Lấy ly sữa chị uống được rồi. Chị đói bụng quá à. Dạ, tụi em đi lấy liền. Chị hai đợi xíu nha. Đi lấy sữa thôi. Sữa nóng quá à. Bây giờ làm sao? Thì bây giờ mình bỏ đá vô cho nó nguội. Chứ nóng quá sao uống được. Cũng được, vậy thôi mình bỏ đá vô ly. Rồi, thôi để chị ba mang lên cho chị hai. Chị hai ơi, sữa nè chị hai. Chị hai uống đi, chứ để đói bụng càng mệt hơn nữa đó. Chị hãy ngồi dậy uống đi, nằm uống không được đâu. Cảm ơn em. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. No rồi, chị cảm ơn bé ba nha. Thôi để chị nằm xuống đã. Bệnh này phải 3 ngày nó mới lặn được. Ngày thứ 2. Ngày thứ 3. Ngày thứ 3 mình đã khỏe bệnh rồi. Các cái mục nó cũng đã lặn đi hết rồi. Thôi hôm nay chị khỏe rồi, chị phải lên công ty chị làm việc đã. Chứ nghỉ nhiều quá đâu có tiền đâu nuôi hai đứa. Dạ, chị hai khỏe rồi, tụi em mừng quá. Chị hai khỏe rồi nên chị hai nhìn xinh đẹp hơn xưa luôn đó. Yeah, chị hai khỏe rồi. Vậy là chị hai lại tiếp tục đi làm, lãnh lương, rồi mua đồ chơi cho Út nữa. Vui quá. Thôi hai em ở nhà nha, chị đi làm. Ở nhà có chuyện gì thì gọi điện cho chị. Dạ. Cuối cùng thì chị hai cũng khỏe lại rồi, mừng quá. Nhưng mà nhờ bị bệnh, chị hai được nghỉ tới 3 ngày luôn, chị hai sướng quá. Mình ước gì mình cũng được nghỉ học 3 ngày. Ở nhà mình chơi đã luôn. Sai bé Út lấy đồ ăn cho mình ăn nữa. Ôi thiệt là thích. Ước gì. Mình đã có cách. Lần này mình sẽ nghỉ học 7 ngày, rồi còn cho bé Út hầu hạ mình đã luôn. Hành động thôi. Mình sẽ dùng cái cây viết của mình để mình vẽ lên mặt thành những dấu chấm, là giống như bị trái rạ giống chị hai rồi. Mình thiệt là thông minh. Nhưng mà mình tìm hoài mình không có cây bút đỏ nào hết. Thôi lấy đỡ cây bút đen này đi. Chấm một điểm vô cái mặt nè. Rồi ở đâu nữa ta? Phía bên đây. Chấm 2 điểm nè. Rồi ở trên trán đi. Chấm vô. Thôi mình làm 3 chấm là được rồi. Làm nhiều quá mặt mình xấu xí lắm.
Thôi, bây giờ mình sẽ giả bộ bệnh để cho béo hầu hạ mình mới được. Điều bất ngờ đây, nó là bột màu trắng đó, chị Bi Xanh thấy không? Sau đó mình... Úc ơi, Úc ơi, chị mệt quá. Úc ơi, hả chị Ba, chị Ba sao vậy chị Ba? Hả, chị Ba cũng bị giống chị Hai luôn hả? Sao cái mặt nổi tùm lum mục nè? Ờ, chị chóng mặt quá, Úc ơi, đưa chị vô giường đi, chị mệt quá. Dạ dạ, chị ráng đi vô giường với em. Rồi bây giờ chị nằm đây đi, Út đi lấy cái mền Út đắp lên cho chị Ba nha. Hả, sao chị Ba lại bệnh giống chị Hai vậy? Sao nhanh quá vậy? Hồi nãy mới thấy chị Ba cười nói đây mà, sao bệnh gì mà nhanh quá vậy? Nè, đắp mền vô đi. Rồi, để bây giờ Út đi gọi điện cho chị Hai mới được. Cái điện thoại đâu rồi? Alo, chị Hai ơi, chị ba bị bệnh giống chị Hai vậy đó. Chị Hai về liền đi, Út một mình ở nhà sợ quá à. Chị Ba ơi, Út gọi điện cho chị Hai rồi, chị Hai về liền luôn đó. Bé ba, em sao rồi bé ba? Trời ơi, sao mới sáng lúc chị đi không bị gì mà sao giờ bị nổ lên tới ba mục luôn nè. Em mệt quá. Nè Út, em ở đây em chăm sóc cho chị Ba nha. Chị ra ngoài gọi điện lên cho công ty đã. Hồi nãy chị gấp quá, chị chạy về mà chưa kịp xin phép ông sếp. Dạ, chị Hai cứ gọi điện thoại đi. Út ở đây Út chăm sóc cho chị Ba. Út có kinh nghiệm rồi mà, Út chăm sóc chị Hai giỏi lắm, cho nên Út cũng sẽ chăm sóc cho chị Ba thiệt là giỏi luôn. Chị Ba ơi, chị Ba có cần gì không thì Út sẽ chăm sóc cho chị Ba. Chị Ba cứ nói nha. Cảm ơn Út. Bây giờ chị Ba đói bụng quá, Út xuống tủ lạnh Út lấy cho chị cái bánh được không? Dạ, Út đi lấy liền. Chị Ba nằm đợi xíu nha. Mình sai con Út cho nó hầu hạ mình mệt luôn. Thiệt là sướng quá, bị bệnh nên nằm một chỗ được sai nhiều người. Thích quá. Nè chị Ba, bánh nè chị Ba. Chị Ba ăn đi. Cảm ơn Út, chị Ba ăn đây. Ngon quá, bánh ngon quá. Nhưng mà chị Ba vẫn còn đói. Út đi lấy cho chị cái hamburger đi. Được rồi, để Út chạy ra ngoài KFC, Út mua cho chị cái bánh hamburger. Thôi, chị Ba nằm đây nha, Út chạy đi Út mua liền à. Thích quá, nằm một chỗ cho con Út nó hầu hạ. Mình ăn cái bánh rồi, chuẩn bị ăn hamburger thôi. Đây, Út đã mua bánh hamburger về rồi nè. Chị Ba ăn đi, chị Ba ăn cho mau khỏe nha. Rồi cần gì thì Út làm cho. Cảm ơn Út. Để chị Ba ăn, chị Ba đói bụng quá. Ngon quá. Ngon thiệt là ngon luôn. Chị khát nước quá. Út đi lấy cho chị ly sữa đi. Hả? Ăn một cái bánh, một cái hamburger rồi bây giờ còn muốn uống sữa nữa. Sao chị Ba ăn nhiều dữ vậy ta? Chị Hai mình bị bệnh á, chị Hai ăn không nổi chị uống sữa không à. Còn sao chị Ba lại ăn nhiều như vậy chứ? Khó hiểu quá. Út bị lừa rồi. Vui quá. Nè chị Ba ơi, sữa nè. Út pha một ly sữa y chang như bữa chị Ba pha cho chị Hai vậy đó. Ngon lắm á, còn có đá nữa. Út để đó đi, chị Ba uống liền. Trời ơi, cái mùi gì mà thối dữ vậy? Mình nằm không được nữa rồi, chịu hết nổi rồi. Đi chạy trốn thôi. Chị Ba. Đợi Út. Ủa sao chị Ba bị bệnh mà chị Ba chạy nhanh dữ vậy ta? Alo, Minh Thư đây ạ. Sếp ơi, cho em nghỉ một buổi nữa nha, em của em nó bị bệnh rồi. Dạ, cảm ơn sếp. Tội nghiệp bé Ba, mình xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cho em nó. Bé Út chắc nó chưa biết chăm sóc đâu. Thôi mình nghỉ một ngày cũng được. Thôi quá, con Út nó địch trong phòng của em. Thúi em chịu không nổi. Chị Hai, chị Ba bị bệnh mà chạy nhanh ghê thiệt chứ. Ủa bé Ba, sao mấy cái nốt trên mặt của em bây giờ nó mờ quá vậy? Nhìn như gần hết luôn rồi kìa. Hả? Nó trôi hết rồi hả chị Hai? Không còn nốt nào luôn hả chị Hai? À, chị biết rồi. Em giả bộ bệnh đúng không? Tại vì đâu có cái nốt bệnh nào mà màu đen đâu. Bị bệnh trái rạ là phải màu đỏ mà. Với lại em cũng không bị sốt nữa. Chị Hai,
em lấy cái viết em vẽ lên đó. Chứ em không có bị bệnh trái rạ đâu. Hèn gì Út thấy chị ba ăn quá trời luôn. Ăn bánh, ăn hamburger rồi còn uống sữa nữa. Mà còn chạy nhanh ghê thiệt chứ. Em xin lỗi chị hai. Tại em muốn trốn học, em muốn được nghỉ học 3 ngày, với lại muốn được có người chăm sóc hầu hạ, nên em mới giả bộ bệnh thôi. Em xin lỗi chị. Trời ơi, chị ba giả bộ bệnh rồi bắt Út làm quá trời việc luôn. Út mệt với chị ba luôn rồi đó nha. Trời ơi, sao em lại làm như vậy hả bé ba? Em làm như vậy là không tốt rồi. Em dám lừa dối chị hai, rồi còn trốn học nữa. Em đi học là để tốt cho em. Em đi học càng giỏi thì sau này lớn lên em mới có được công việc tốt, đi làm mới có lương cao, rồi mới nuôi sống được bản thân em chứ. Em đi học là vì em chứ đâu phải vì chị. Mà em lại tìm cách để em trốn học. Em muốn không đi học để trở thành người xấu, người không biết chữ hả? Dạ, em biết lỗi của em rồi chị hai. Em hứa từ rày về sau không có trốn học nữa, và em cũng không có nói dối nữa đâu ạ. Em nhận thấy lỗi của mình như vậy là rất là tốt. Từ rày về sau hãy ráng sống tốt và học tốt nghe chưa. Dạ, em xin lỗi chị hai, xin lỗi Út nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.